với kênh Lida Camin. Như thường lệ là trước trận đấu thì bình luận rất là nhiều, nhưng mà trận đấu diễn ra sẽ biết được kết quả như thế nào. Và các bạn đừng quên nhấn like, subscribe, chia sẻ cho kênh của mình để kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Thank you. Và trận đấu sẽ được bắt đầu. Như thường lệ, đội hình ra sân của hai đội là toàn là các ngôi sao. Đội bóng Lida FC như thường lệ là cặp tiền đạo xuất sắc nhất thế giới Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Màu áo sẽ được đổi đỏ trắng. Trận đấu sẽ được bắt đầu. Trận đấu giữa Fistok United và Lida FC. Cả hai đội đang xuất phát trong tinh thần rất phấn khởi. Makahi, tiền đạo của Lida, thủ môn đội bàn là đội trưởng. Lida FC là Cristiano Ronaldo đội trưởng. Messi giao bóng. Messi. Quả bắn phá đầu tiên của Lionel Messi. Thủ môn đội bàn phát bóng. Ronaldo. Wow! Neymar Junior đã mở tỷ số. Như thường lệ là Cristiano Ronaldo ghi bàn, nhưng hôm nay anh đã kiến tạo cho Neymar. Một quả bắn phá cực căng. Thủ môn đội bàn bó tay. 1-0 cho Lida FC. Messi không được. Messi rất xông xáo. Messi. Ronaldo. Carabao. Đi bóng. Không được. Đội bàn rất tinh tế. Carabao đã buộc phải phạm lỗi. Piqué. Ronaldo. Không qua người được. Mohamed Salah. Chuyền bóng cho Messi, cho khe Ronaldo, tốc độ. Wow! Không thể ai khác, Cristiano Ronaldo, tiền mẫu tiền đạo xuất sắc nhất thế giới đã ghi bàn. Đúng là như vậy. Rất tuyệt vời. Messi. Salah. Chuyền bóng cho Ronaldo. Đột phá. Không vào. Đội bàn phải buộc phải phạm góc. Và người đảm nhiệm hành lang cánh trái là Marcelo. Piqué. Không được. Ronaldo. Neymar rất bất ngờ. Daniel Vett tốc độ rất tốt. Messi cho khe Ronaldo, không được. Đội bàn cản phá rất nhanh. Lionel Messi rất là xông xáo trong khu phòng ngự. Ronaldo, và bây giờ là Neymar, không được. Ronaldo tiếp tục là Ronaldo, không vào. Thủ môn đã bắt bài. Các bạn xem lại pha, không phải Ronaldo đá trịch cục dọc. Thủ môn rốt rất là cạnh. Và hiệp đấu có 2 phút bây giờ. Messi đang đi bóng. Không được.
Messi. Messi không chuyền cho rồi nhưng quyết định dứt điểm. Và 2 phút bù giờ là 2 phút ngắn ngủi của trận đấu. Trận đấu đã kết thúc hiệp 1. Các bạn đừng nhớ like, subscribe, chia sẻ cho kênh của mình để kênh mình ngày càng phát triển nhé. Và đội bóng Liên Lạc FC có sự thay đổi người. Tiền đạo Ibrahimovic thay cho Neymar. Edison của Arsenal sẽ thay cho Salah. Và Dybala. Dybala sẽ thay cho Pogba. Trận đấu được bắt đầu. Ba cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại đã được tung vào sân. Ronaldo đi bóng không được. Phải lấy răng. Tốc độ của Pogba. Gareth Bale đã đọt được bóng. Ronaldo quá ngươi. Rất khéo. Quá ngươi. Không được. Ronaldo là đọt được bóng. Anh ta quyết định chuyển cho Messi. Messi. Hai hộp. Rất tốt. Không vào. Thủ môn bốt đã bay người hết cỡ. Imbra tụi già sức yếu. Imbra theo bóng. Điều này Messi. Không được. Imbra. Tuổi tác này đã nói lên tất cả đối với Ibra. Messi rất nhiệt tình. Messi đã, tốc độ của Messi đã lấy được bóng. Messi liên tục những pha truyền hỏng của Lionel Messi, trong đó anh rất nhiệt tình về tham gia khâu phòng ngự. Ronaldo vẫn là Ronaldo. Không được. Dybala giờ mới xuất hiện. Messi. Wow. Cuối cùng Lionel Messi đã nổ súng. Rất tinh tế, anh luôn bỏ góc nhẹ nhàng. Rất tinh tế, thưa các bạn. Messi, vẫn là Messi. Không đi qua cầu thủ. Ibrahimovic liên tục chuyền hỏng. Messi một người một bóng. Wow. Thủ môn bốt cũng đã chạm tay vào bóng nhưng không thể nào phá vỡ. Đúng như vậy, không thể nào. Quả trích của Roman chi rất căng. Và tỷ số hiện tại là 4-0. Đội bàn liên tục thay người. Một phút bù giờ. Lại là một chiến thắng trong lịch sử. Liên Lạc FC đã đoạt được cúp tiếp theo. Một chiếc cúp danh giá cho đội bóng. Mang về chuỗi trận thắng liên tục. Và đội bóng Liên Lạc FC đã chiêu tầm thêm một cúp Fitot Channel. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cuộc bình luận hôm nay. Và các bạn đừng quên like, subscribe, chia sẻ để cho kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Xin chào, hẹn gặp lại và tạm biệt.